Qua cái chảo bên đây cái miếng sườn nó căng phồng lên nhìn đẹp quá quý. Mới chiên nó căng lên nhìn đẹp ha. Ở đây mình thấy miếng sườn khô khứa rất là nhiều những cái khe khứa như thế này. Để cho chút xíu nó cái nước sốt nó thấm vô ha. Đẹp quá. Wow, cô cho cà tím vô rồi. Vậy là sắp được hả cô? À, để nắp chút xíu nữa mới được. Dạ, cái chạm này đẹp quá. Rồi, cô đẩy đi, cô đẩy không sao. Rồi, nước sốt cô chan lên, đã quá, ui rồi thơm quá. Thơm mùi tương. Dạ, tương đỏ, tương đen, tương thơm quá. Quý vị các bạn thân mến, Xuân Bắc rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình sáng sớm ngày hôm nay nhé. Sáng hôm nay thì Xuân Bắc lại có dịp quay trở lại con đường Tạ Quang Bửu thuộc phường 5 quận 8. Hôm nay mình quay trở lại quán cơm chay Phước Đức 15.000 đồng để chia sẻ tiếp tục món ăn hấp dẫn của quán chay ở đây, chia sẻ với quý vị và các bạn. Ở tập trước thì mình cũng đã ghé qua quán và mình cũng đã thưởng thức món chay của quán rồi. Tuy nhiên thì hôm nay lần thứ hai quay trở lại quán thì Xuân Mắc sẽ quay vào quy trình làm món chay như thế nào, xem là các cô ở đây chế biến món chay hấp dẫn là sao nha quý vị các bạn. Địa chỉ của quán chay Phước Đức ở đây, Xuân Mắc nhắc lại địa chỉ một lần nữa là số 936 đường Tạ Quang Bửu thuộc phường 5 quận 8. Bây giờ thì là tầm khoảng 6 giờ gần 7 giờ sáng quý vị các bạn. Các cô cũng đang chuẩn bị làm món ở dưới bếp rồi. Hôm nay mình đi sớm một tí, quay được nhiều món hơn để chia sẻ với quý vị và các bạn. Bây giờ thì Xuân Mắc mời quý vị và các bạn cùng mình vào trong không gian bếp của quán chay Phước Đức để xem là các cô ngày hôm nay chế biến món chay ra sao và hấp dẫn như thế nào nha. Mọi người đi theo mình nha. Mình cũng đang khá là hồi hộp rồi quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn xem video ngày hôm nay, nếu mà thấy hay thì like, đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ video gieo duyên cho mọi người ăn chay, tốt cho sức khỏe cũng như là ủng hộ tinh thần cho Xuân Mắc có thêm nhiều động lực hơn, tiếp tục ra những video ngày một hay hơn để chia sẻ với quý vị các bạn nha. Rồi mọi người theo mình vào trong nha. Đi thẳng xuống bếp luôn quý vị ha. Wow, thơm quá. Yeah. Cái này là đầu hũ kho hả cô hả? À, chua ngọt. Ờ, này có bánh lễ vô cái có bánh tét đủ màu sắc ha. Dạ. Bánh tét chay luôn hả Trúc? Bánh tét chay Vinh. Dạ. Cái này là cái món heo quay hả cô hả? Dạ, làm món heo quay. Rồi, để coi cô làm tiếp theo nha quý vị nha. Dạ. Cái chảo bên kia là cô đang chiên đậu hũ luôn hả? Đậu hũ là cũng mắm ở chảo. À. Kho cá thu. Dạ. Buổi sáng là cô làm lúc mấy giờ? 5 giờ. 5 giờ đã nấu rồi hả? 5 giờ là làm mấy cái đồ gia vị nước tí nước. Dạ. Chả, thì bánh. Nhưng món nước ngày hôm nay là mình có món gì không? Đầy đủ hết á. À, đầy đủ hết luôn. Nước riêu, dạ. Bò, hủ tiếu, phở, bánh canh. Dạ. Ngày nào cũng nhiều đó món cô ha. Mắm. Mắm luôn, wow. Cái mình làm đậu hũ chiên nước mắm á. Đậu hũ chiên nước mắm. Cái đó có bể. Dạ. Nguyên một chảo bự luôn quý vị. Vớt luôn hả cô? Wow. À.
Cái này là cái nước sốt của nó cô ha. Dạ. Ba chảo bự luôn quý vị các bạn. Để xem là hôm nay mình quay được những món hấp dẫn nào của cô nấu ha. Cô cho con biết tên cô được không? Cô Nhung. Dạ. Đây nhiều cô quá, không biết cô nào. Hôm nay cái giọng của mình nó hơi bị khan tiếng chút xíu, quý vị nghe thông cảm nha. Không biết sao qua ngủ dậy cái hôm nay khan tiếng luôn, không hiểu luôn. Chắc do thời tiết quá. Ồ, nước nhiều vậy luôn hả cô? Dạ. Wow. Tương cô ha. Chào anh. Dạ. Dạ, nay quay nữa. Hôm nay quay vào quy trình nấu. Mới đi chợ về. Wow, anh lấy đồ quá trời đồ luôn. Rồi, để quay bên đây coi đồ anh mới đi chợ về buổi sáng nè. Đi chợ lấy nguyên một kho hàng về luôn quý vị các bạn. Quá trời luôn nè. Wow. Cái này sườn nè. Đó, phần sườn ha. Cà tím này. Gì nữa? Bầu này, bí này. Cải thảo này. Khổ qua này. Dạ. Quá trời luôn. Rồi. Quay qua đây coi cô làm cái heo quay nè. Mình cắt ra rồi mình làm sao cô? Chiên. À, hay quá ha. Lần đầu tiên mình thấy làm heo quay quý vị ơi. Đứng lui qua bên đây quay cô làm coi. Cách khúc vậy hả cô ha? À. Hay quá. Chiên, cái này mình chiên lên là được hả cô? À. Nó giống mỡ vậy, nó giòn vậy đó. Dạ. Giờ cái mình bắt đầu mình lấy mắm á. Dạ. Hay quá ha. Lần đầu tiên làm món, mình thấy cô làm món heo quay chay quá. À môn. Dạ. Wow. Hấp dẫn hả quý vị hả? May là sáng giờ cô chưa làm món này. Món này lúc nào cũng làm sao buồn á. À dạ vậy hả? Nó chiên hơi lâu á. Dạ chiên hơi lâu. Chiên hơi lâu. À. Ngày nào cũng có mình cô Nhung nấu hả? Hả? Có mình cô nấu hả? Có mình. À dạ. Ra món rồi hả chú? Ừ, vừa qua vừa nấu mình vừa đem lên bán. Dạ. Lên lên bán luôn. Wow, cái chảo này nó. Này coi cô chiên cái này đó. Cho hết vô lần hả cô? Chiên lâu lắm luôn hả? À dạ. 15 phút luôn. Món cái nào lâu làm sao cô ha? Cái là bà ngủ chi xả rồi đó, cái này là chi xong còn. Dạ. Rồi cái chảo này nó sôi nghi ngút luôn. Một bên thì sôi dầu, đó, một bên thì sôi nồi kho, một bên thì sôi rim. Trời ơi, ba cái chảo. Chảo nào cũng hấp dẫn luôn. Cái này giờ mình cứ riu riu vậy cô hả? Nước cạn, nước sệt sệt là vậy đó.
Dạ. Hấp dẫn quá. Quá đã luôn. Wow. Cái này con nghĩ ra được mấy khay luôn ha. Không có à, cái này là một khay mà. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Kho được chảo, được kho được hai món. À. Mở kho được món không? Nó cũng như một một vị thơm mà. Dạ. Yeah. Mở kho được món. Cái đó là cá thu hả cô hả? Cái này là cá lóc. Cá lóc, dạ. Yeah. Mình đang sợ mình nói hồi là khàn tiếng mình nói không được đây quý vị này. Chắc hạn chế nói quá. hôm nay cô làm hấp dẫn rồi không nói được cũng hơi khó chịu tí quý vị. Wow. Mình càng kho nó càng thấm á cô ha. Dạ. Cái nước nó càng sệt càng thấm. Wow. Cái này mình rim không như vậy cho gì thêm không cô? Cái này hồi nãy hả? Nãy mình cho đường, nước mắm. Dạ. Nêm nếm rồi cô ha. Nêm nếm rồi, ớt, tiêu rồi vô hết rồi. Wow. Bây giờ tương đỏ tương đen rồi. Dạ. Hồi mình xuống thì mình bỏ hành vô thôi. Dạ. Sạch sạch rồi. Dạ. Làm món rồi. Đẹp quá. Wow. Màu sắc quá ha. Đỏ vàng đó ha. Menu cô nấu là khoảng bao nhiêu món cô Nhung ha? Mấy món luôn. Dạ. Như ngày ngày chay á, ngày ngày cao điểm ngày chay là cô nấu ba mấy món luôn hả? Ừ, dạ. Chay nhiều món. Dạ. Nó vàng mình mới chợ cho nó khỏi nát cái miếng heo quay cô ha. Thơm quá. Mình đảo thường xuyên như vậy cho nó thấm hả cô ha? Nó không bị khét hả? Dạ nó không bị khét. Mình tắt nó ra cho nó không bị khét. Trong khi mình làm cái này là mình phải chiên cái nào lâu. À dạ. Để mà chiên lẻ nó không có thời gian. Đi qua chiên thôi. Thơm quá. Rồi, cô cho hành lên ha. Cái này con nghĩ sắp được rồi cô ha. Dạ. Cái miếng đậu hũ hình như cô cũng chiên sơ qua thôi. Nó đang còn cái độ núng nính của cái miếng đậu hũ mà. Dạ. Mềm quá nó bể. Wow, đẹp quá. Cái nước sốt đó mình có lấy không cô? Lấy chứ. À dạ. Nhiều người ta phái chan nước này lắm. Dạ. Chan cơm cô ha. Không mặn mà ngọt. Càng ngày dần là khoảng 4 mâm đầy luôn á nha. 4 mâm đầy luôn. Ừ, 4 mâm đầy luôn á. Cứ là chiên hết mâm này cũng chiên mâm khác. Dạ. Yeah. Ngày rằm là cái món này lên là làm đầu tiên là trước hết. Để tập sau nữa con đi vào ngày rằm coi cô nấu bao nhiêu món. Nhưng mà ngày đó bận lu bu cũng đâu quay được gì mấy đâu cô hả?
chỉ quay món với quay khách ăn thôi. Quay vậy là quy trình là nhiều rồi. Đó, đã chưa? Cái nước sốt nó kẹo kẹo quá ha. Nó sệt sệt đó. Đậm đà đó quý vị. Wow. Nhìn cái miếng đậu hũ đã ha. Thơm quá. Rồi, cô xào gì tiếp nè, cà chua. Mình tận dụng cái nước sốt luôn cho nó đậm đà quá ha. Wow. Rồi, thơm cái mùi trái khóm đó quý vị. Cái món này ngon ngọt, chua chua, thơm. Cá thu kho thơm. Hai món quá hấp dẫn luôn, nhìn đẹp quá. Món gì tiếp theo á cô? Chả kho cà. Chả kho cà. Wow, chả mình chơi miếng bự vậy luôn hả cô? Dạ. Yeah. Là 8 ngàn một miếng. Dạ, yeah, miếng bự vậy luôn. Cơm luôn là 5 ngàn. Miếng này với cơm 15 ngàn. Dạ. Một miếng này với cơm là 15 ngàn. Đó, đồ xào luôn. Dạ, đồ xào rau rồi này kia là 15. Thế ăn miếng này no luôn. Dạ. Yeah. Vào wow. Ba cái bếp cô làm liên tục luôn quý vị, không ngừng luôn. Xong đó là bắt đầu còn bếp với mẹ em là cứ một món làm ba đúng không? Dạ. Cứ liên tục không ngừng luôn. Anh làm rồi cái thắng này lên cái nó mới ngon chứ làm. Dạ. Nhiều quá khó, chỉ có nhiều quá nó không ngon. Ở bên này là cái quầy cái phần gia vị nêm nếm của cô ha. Em thấy có muối, có đường nè. À, có hành nêm cà no nè, nước tương nè, đó, nước mắm, nước tương ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ, sao rồi, qua coi cái heo quay quý vị ơi, heo quay hấp dẫn nè, giòn tới con ha, đã chưa? Nó phải dầu nhiều mà để cho nó nhà không có chở được. Dạ, cái này nó mới có xanh lại thôi con ha, chứ chưa giòn đâu. Quá đã. Kho thơm. À, tôm. Dạ. Tôm sốt hả cô? À, kho gừng. Wow. Gừng với hành tây cô ha. Nguyên một cái chảo bự luôn. Tôm bự quá ha. Tôm này mình làm từ tàu hũ kỳ hả cô? À. Rồi, cái này nó sôi lên thơm quá. Trời, nước quá trời luôn. Thơm. Đó, heo quay nó sắp giòn rồi quý vị ơi. Quý vị thấy nó vàng chưa? Hỏng lên nè.
tra đúng rồi. Đó. Nhưng mà ngày 14 nếu mà có quay còn có thể quay được, chứ ngày 15 là thua đó. Ông mà cũng ngày 15 thì cũng làm vậy thôi. Dạ. Cũng làm vậy rồi mình làm nhiều hơn chứ quay là quay không ưng chảo thôi. Nhưng mà ý là sợ con quay nó vướng víu vô, nhiều khi đông quá. Đông khách rồi này kia nó vướng víu. Đông khách chở thôi chứ đây không đông. À dạ. Có nghĩa là quay thoải mái đúng không con ha? Dạ. Dạ. Như cô Nhung nấu món chay được lâu năm chưa cô Nhung hả? Có năm mấy hồi đó cô nấu nó mặn không ạ? À hồi đó cô nấu mặn. Nó mặn. Dạ. Bán nấu đá cũng có làm cái đó. À. Cái thời gian sau này cái con cúp nó đăng lên á. Dạ. Cái nó còn bán món chay nó nghỉ thôi, bây giờ mình đi ra cái món chay mình làm cho nó thành tháng mới. Dạ. Rồi ra cái nó mới mở ra à. Dạ. Mới mở ra chưa có mới có muốn nhà đặng làm xây rồi rửa thôi. Cái gia sinh ngày trưa là ngày 20 tháng 4. Dạ. Gia mình dọn dẹp rồi qua 20 tháng 4 là bắt đầu mình làm luôn. Nấu tới giờ luôn cô hả? Nấu tới giờ luôn. Là nay là năm mấy rồi? Ừ, 20 tháng 4 năm mấy rồi. Dạ. Rồi ra món này luôn. Wow, đã chưa? Món nào cũng bắt mắt ha quý vị ha. Món này thì cà chua thì cô để gần như là cô cắt đó, cắt đôi này ha. Dạ. Yeah. Wow. Ủa món nào cô thấy cô cho ớt nguyên trái về lên luôn hả? À. Cho nó đẹp với cô ha. Dạ. Thơm quá vậy. Cô nói gì cô? À chuẩn bị làm hay quay? Chuẩn bị giòn tới rồi. Heo quay là cô làm ở bên đây. Dạ. Cái phần sốt của nó cô ha. Cho qua bên này luôn. Dạ. Cô canh thời gian hay ha, coi như là cái chảo nó không có trống lúc nào luôn quý vị. Cái kia vừa chín tới cái là chuẩn bị cái này là cho qua luôn. Cô ấy đi là con đảo này cho. Đó, cô đang lấy cái heo quay ra ha. Nó giòn này nha quý vị. Đang đảo cái chảo bên đây cho cô sợ nó cháy. Đó, heo quay nè. Ra nè. Đẹp chưa? Wow. Rồi, cái chảo bên đây rất là thơm luôn. Còn cái nước sốt bên này nữa. À, bữa nay làm đầu bếp chay luôn nha quý vị nè. Yeah. Cô đang chiên đậu hũ tiếp. Dạ. Con thấy nó kèo kèo rồi nè cô. Ủa được chưa được nữa hả?
mỗi ngày hồng tí quý vị ơi, dành làm đầu bếp chay luôn ha. Đó. Wow, thơm quá cái này, thơm đẹp quá nè, màu đỏ đẹp ha, mình sợ nó cháy lắm quý vị. Dạ. Nghe nó giòn rộm luôn nè. Đã quá. Dạ. Yeah. Mà ba sẽ có chi sao cuối cùng. Làm sao cùng quá. Làm lâu lắm. Đâu có làm cái gì. Thơm quá. Xong rồi nè quý vị, để quay cận cảnh cho quý vị xem nha. Nó thấm vô cái nước sốt á, nó kẹo lại quý vị ạ. Wow. Cô đổ ra cái nó thơm. Quá đẹp mắt luôn. Hình như cô chuẩn bị làm tới món sườn hay sao á. Tôm ra luôn. Hôm nay mình tập trung mình quay bếp nha quý vị các bạn. Tập trung quay không gian bếp. Quay cô Nhung nấu món. Chút xíu lên mình quay trên một xíu thôi. Mình sẽ thưởng thức món của quán ngày hôm nay luôn ha. Wow, đẹp quá nè. Dạ. Quay qua bên đây tí quý vị ha. Quay qua cái kho hàng của quán tí ha. Phải nói là cái kho hàng rau củ quả của quán cũng rất là hấp dẫn nha quý vị các bạn. Đây anh vừa mới đi chợ về này. Đó, nguyên một cái rổ khổ qua luôn ha. Chị gái chỉ đang cô đang xách tàu que. Dạ. Cà chua này. Wow. Dưa leo này. Ở trên đây là cà tím này. Đã chưa? Mướp này. Bầu bên kia nữa này. Đó. Cải thảo trên đây nè. Cà rốt. Ôi ôi, cà rốt nó bự dữ rồi. Chộp. Bằng hơn cái cổ tay mình luôn các bạn. Trái cà rốt này nè. Bự quá. Cái size kia nó gấp đôi cái size này luôn quý vị ha. Bự. Bí đỏ bên kia này. Đó. Bí đỏ nữa ha. Chú đang rửa cái đó, chú làm món gì chú? Cà tím á. À, dạ. Chiên kho. Dạ. Đó, đậu bên này nè. Có đậu bắp nữa nè quý vị. Đó, mình cứ đi hết không gian bếp của quán này quay với quý vị luôn ha. Không gian bếp mát mẻ nha quý vị. Thoáng mát. Đây chú đang rửa gì? Cà tím. Cái này là nấm mèo với miến hả chú? Đúng rồi. Dạ. Miến gạo. Miến gạo với nấm mèo quý vị. Dạ. Cà tím. Ở đây mình thấy các cô làm cà tím là cạo hết cái lớp vỏ luôn quý vị. Đó, cạo hết luôn ha. Có nhiều quán thì không để vỏ cho nó có màu tím á cô.
cũng cạo nhưng mà cạo không hết. Ở đây là mình cạo hết luôn. Ủa đâm mày chi cô? À dạ yeah. Cô chiên cà. Đây này, đi qua đây. Dạ yeah. Mình chiên xong mình mới kho cô ha. Dạ yeah. À chan lên. Sườn. Ủa sao mình lại phải cắt cái đầu cô? À. Dạ. Nhiều món quá quý vị. Đây cô đang chuẩn bị nguyên một cái rổ khổ qua này, không biết cô làm món gì này. Đó, khổ qua này làm sạch rồi nè, không biết. Kho. Rau củ quả kho thập cẩm hả con? Dạ. Dạ. Ờ, qua cái chảo bên đây cái miếng sườn nó căng phồng lên nhìn đẹp quá quý vị. Mới chiên nó căng lên nhìn đẹp ha. Ở đây mình thấy miếng sườn cô khứa rất là nhiều những cái khe khứa như thế này. Thì cho chút xíu nó cái nước sốt nó thấm vô ha. Đẹp quá. Hấp dẫn hả quý vị hả? Rồi ngó qua bên đây tiếp nè. Cô đang bớt cà tím nè. Tôi nghe tiếng xe cá rồi. Wow. Yeah. Sườn vàng này nè quý vị, đẹp chưa? Wow. Rồi à, nhìn như cái bông hoa trong cái chảo luôn. Đẹp quá. Cô để có lớp có lan quá ha. Bên ngoài bên trong là nhìn như hoa nở luôn. Đẹp quá. Vừa y cái chảo luôn. Cà tím này chiên cũng nhanh quá ha. Chiên ra cái nó mềm mèo. Bên này
Cái đó là cô đang chuẩn bị sốt của sườn hay gì cô? À. Để đá lên. Dạ. Cà tím này là mình chan mỡ hành hay như thế nào cô? Cái này mình làm nước sốt, nước tương với lại đường, cô cỏ, tương đen. Dạ. Để xíu coi cô làm cái nước sốt cà tím này như thế nào quý. Nhìn đẹp quá ha. Rất là hấp dẫn luôn. Trên là hũ rồi mình để một đầu mình quay qua mình sốt sườn quá ha. Tiết kiệm thời gian. Dạ. Dùng cô quen rồi. Dạ, cô quen là cô sắp xếp nó rất là ăn khớp với nhau quý vị ạ. Mấy cái chảo của cô bao giờ cũng hấp dẫn hết ha. Dạ. Dạ. Rồi tới cái chảo rau củ quả thập cẩm. Thập cẩm ở đây có những cái gì? Củ qua. À có cà tím màu sau, cà tím nó mềm nhanh cô ha. Trời ơi, cà rốt đây cô cắt miếng bự dữ vậy luôn hả cô? Trời ơi, cắt miếng dày quá. À khổ qua nha quý vị nha. À bầu nha. Rồi gì? Cà rốt nè. Chút xíu có cà tím nữa. Dạ. Rồi cô quay qua cô làm sườn. Quá đã. Dạ. À. Cho nó ngắm cái xạ là được cô ha. Nó kẹo quý vị ơi, nó kẹo ha. Thơm mùi xạ quá. Rồi cô Nhung làm món nào cũng hấp dẫn ha. Sườn sốt me là con chưa quay lần nào luôn á. Đây có nào vô nó muốn đi làm không làm này làm sườn. Dạ, làm sườn sốt me. Bỏ nó.
Rồi bây giờ cô làm cái sốt của cái cà đúng không? Cô làm vệ sinh chảo. Này biết sôi vô nóng không? Không nóng mấy. Chưa sôi quý vị ơi. Chưa sôi ha. Wow, hấp dẫn ha. Rồi, ngó qua bên đây tí nữa nè. Cái chảo này thì là cái phần rau củ quả thập cẩm đang kho ha. Màu sắc nè, đẹp quá quý vị ơi. Rồi cái chảo bên kia là cái phần cái chảo ở giữa đó. Wow, cô cho cà tím vô rồi. Vậy là sắp được hả cô? À, để nắp chút xíu nữa mới được. Dạ, cái chảo này đẹp quá. Rồi cô đẩy đi, cô đẩy không sao. Cái này là cái rau củ quả thập cẩm cô đang kho ha. Cái phần này là nước sốt cà tím này cô làm xong rồi nè. Bên kia thì cô đang chiên đậu hũ. Đó, cô đang trang trí cái phần cà tím chiên này. Xong rồi mình trang cái kia lên cô ha. Wow. Rồi, nước sốt cô chan lên, đã quá, ui là thơm quá. Thơm mùi tương. Dạ, tương đỏ, tương đen, tương thơm quá. Giờ mình để vào cho nó thấm cô ha. Dạ, nó thấm vô cái trái cà. Đã mắt ha, nhìn đã mắt. Như lại là cái này ở trong này là có bốn loại rau củ quả quý vị. À, khổ qua này. Dạ. 4-5 loại luôn cô ha. Cô làm món gì tiếp theo? Dạ. Sau lễ cô ha. Cái này à, mọi người cũng về quê chơi lễ rồi ha. Chơi về quê chơi lễ đông. Mai mới đông dạ. Cô đang cắt đậu hũ. Để mình coi cô làm xong cái món rau củ quả thập cẩm là mình di chuyển lên trên luôn quý vị ha. Còn khoảng bao nhiêu món nữa cô Nhung? Còn khoảng bao nhiêu món của ngày hôm nay nữa? Còn bao nhiêu món nữa hả? Dạ. Giờ cũng đâu còn nhiều quá rồi. Dạ. Dạ còn đồ xào nữa rồi à. À còn đồ xào nữa rồi. Bữa nay mình một thiếu hụt là 4-5 món luôn á. À. Mấy món đó mình phải chuẩn bị trước. Dạ. Nhồi rồi đó, qua nhồi. Là chưa kịp nhồi cô hả? Ờ, mình vô sáng đâu có nhồi được. Dạ, đâu có làm kịp. Thơm quá. Cái này vô cũng chịu nhiều lắm. Dạ. Trong cái này là bắt qua là đồ mai là nhiều lắm. Dạ. Dòng nữa, vô này dòng nữa. Coi như là chuẩn bị cho mấy ngày đó cô ha. Dạ. Nói với nhà quay là như sao, lâu lắm. Dạ. Cái này là hú chiên xả hay sao cô? Hú chiên xả. À, chiên xả. Em ngâm á. Dạ. Ngâm nó cũng thấm rồi, nó xả, rồi cho để xả vô. Dạ. Thấm nó cũng thấm mặn mặn một hộp rồi. Dạ. Thơm hấp dẫn ha. Dạ, 4-5 chảo luôn. Quay đó không quay? Dạ thôi coi chú mang lên đi chú. Ở đấy con quay xong rồi. Mang lên là có món bán cho khách luôn.
Dạ. Ngày rằm coi như là cô đứng ở bếp luôn 24/24 ha. Làm không kịp. Lìa lìa. Món này sắp được rồi quý vị. Cô lấy khay rồi. À, sắp cho em nó ra khay ha. Mình lùi ra đây cho cô múc ra khay. Wow, thơm quá. Cái nước đó chan lên luôn hả cô? Đầy khay, vừa khay không? Con thấy sao nhiều chứ? À, chia làm hai khay. Rớt thêm cái khay nữa, hết cái mà bấm khay này lên. Dạ. Wow. Coi như là mình làm thêm một khay sơ cua luôn cô ha. Hết rồi mình lại có, mình mang lên luôn. Đã chưa? Đẹp quá trời đẹp nè. Thơm quá. Dạ, chào cô chú. Dạ. Cô chú ơi, cho con trò chuyện chút xíu. Cô chú hay ăn món chay ở đây không chú? Ăn hoài. À dạ. Dạ, chú ở gần đây không? Cô chú ở gần đây á? Đã chờ sắp buổi. À. Chú ăn món chay ở đây thì chú cảm nhận hương vị sao chú ạ? Ngon. Dạ. Dạ. vừa cái khẩu vị của mình nữa. À, dễ ăn chú ha. Dễ ăn. Dạ. Chú chắc ăn, chú ăn thường xuyên ha. Tuần lễ ở như cũng có 2 ngày 3 ngày. Dạ. À. Cô ngại đâu để cô ăn tự nhiên. Con cảm ơn cô chú nha. Dạ, con chào cô chú. Dạ. Hiện tại thì Xuân Bắc đang quay trở lại quầy món của quán cơm chay Phước Đức nha quý vị các bạn. Sáng giờ thì mình cũng đã quay chia sẻ với quý vị các bạn những món cô Nhung, đầu bếp của quán, nấu đa dạng và hấp dẫn như thế nào rồi ha. Rất là nhiều món quý vị các bạn. Đây là hiện tại ở trên quầy những món mà cô làm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì ở dưới thì cũng chỉ còn 1-2 món nữa thôi. Đó, rất là nhiều món nha quý vị các bạn ha. Món ăn ở đây thì cũng rất là hấp dẫn và đa dạng luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay một chút xíu cái quầy hàng, cũng như là coi em gái với các cô bán món nước như thế nào. Thì mình sẽ ăn sáng luôn nha quý vị các bạn. Hôm nay thì mình sẽ ăn món nước ha. Đó, rất là hấp dẫn quý vị ơi. Đây, cái khay này bán sáng giờ cũng gần hết rồi nè. Đó, cải thảo xào với cà rốt ha. Rồi, món này là dưa leo xào này. Món này là mắm Thái nha quý vị ha. Đây là cá cơm, hoa chuối, sườn chiên sả này. Đó. Rồi, cái món cà tím mà cô làm này ha. Rồi, qua bên đây là cái món này là rau củ quả xào thập cẩm này. À, kho thập cẩm. Cái này là heo quay này. Cái này là đậu hũ chiên sả này. Rồi qua bên đây là cái phần chả sốt chua ngọt hồi nãy này. Qua bên đây là cái phần tôm sốt gừng với hành tây ha. Rồi bên này là cái phần đậu hũ này. Số đậu hũ này là cái cô kêu là cái gì quên rồi ta. Quên mất tiêu rồi. Cái này là cá thu kho thơm. Cá thu kho thơm ha. Đó. Cái này là phần cá kèo. Bên này là sườn dừa. Mình nhớ cũng khá là nhiều món này nha quý vị các bạn nha. Cái này là phần tôm rim. À, tép rim. Cái này là tép rim. Đó. Rồi cái này là phần ruột bì kho sả. Ruột bì canh kho sả. Rồi cái này là đậu hũ kho. Đó, đậu hũ kho. Cái này là phần cánh gà sốt nước mắm. Này cánh gà sốt nước mắm hay gì ạ? Ừ. À. Rồi, cái này là cái phần cá lóc. Đó, cái phần cá lóc hồi nãy cô làm ha. Cá lóc kho thơm. Rồi, cái bên này là đùi gà. Rồi, qua bên đây là cái phần chả. Chả này chả gì đó biết, chả lụa.
À, mấy cái món này là sáng sớm là 5 giờ cô đã làm rồi, cho nên là mình không kịp quay ha. Cái này là cơm chiên Dương Châu. Đó, cơm chiên Dương Châu ha. Rồi ngó qua bên đây là cái khay khay cơm. Đây là cái thùng cơm ha. Cơm để đây giữ nóng nè quý vị các bạn. Sáng giờ bán hết rồi. Dạ. Đầu que xào. Cô mới mang lên món đây. Nóng bốc khói. Cái này gần hết rồi. Wow. Đầu que xào. Thơm quá quý vị, bốc khói nghi ngút. Mới vừa lên luôn. Mình ở dưới bếp á, thì mình còn quay được thêm một vài món nữa chia sẻ với quý vị các bạn. Nhưng mà thôi, quay như vậy thì video nó khá là dài. Mình sẽ để ở tập sau, mình sẽ quay thêm nha quý vị các bạn ha. Rồi ngó qua bên đây tí là cái phần canh chua ngày hôm nay này. Canh chua ha, cái này là có gì đây? Mình thấy cái này là có rau cần này, rồi gì, bạc hà này, cà chua này, bắp cải này, cái gì nữa, hết rồi. Còn ở dưới có gì không thì mình không biết ha. Đó. Rồi. Quay tổng quan cái quầy món một chút xíu nó chia sẻ với quý vị các bạn nha. Đó, rất là nhiều món quý vị. Ở đây sơ sơ là mình thấy cũng có 20 mấy món rồi đó. 20 mấy, 30 món rồi đó. Rất là nhiều món hấp dẫn. Dạ em chào anh. Dạ anh ơi, anh cho em trò chuyện chút xíu, anh chia sẻ là mình hay ăn chay ở đây không anh? Của em thôi. À dạ. Anh là ở gần đây không? Em gần đây. Anh ăn món chay của quán mình, theo anh là anh cảm nhận món của quán sao anh? Nói chung là quán cũng ngon. Dạ. Nói chung là mà mình bán chay nhiều, khuyến khích người ăn chay nhiều. Dạ. Thì tốt. Gieo duyên cho một người ăn chay anh ha. Hả? Gieo duyên cho một người ăn chay. Dạ. Một người ăn chay càng tốt, cũng với sức khỏe mình nữa. Dạ vâng. Anh ăn chay thường xuyên không? Anh ăn chay đó giờ. À ăn chay đó giờ luôn. Dạ. Mình ăn những món của quán thì anh thích nhất món gì anh ha? Nói chung món gì cũng ăn, rượu cơm với hủ tiếu này kia. À, dạ. Món nào cũng đậm đà anh ha? Cũng được. Dạ rồi em cảm ơn anh nha, chúc anh buổi sáng ngon miệng. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Rồi coi em gái làm cái tô bún bò cho mình chưa. Xong rồi hả? Xong rồi. Rồi rồi. Đây. À không sao không sao. Để quay coi cái quầy món nước trên này tí cho quý vị các bạn ha. Đây là tô bún bò này. Wow, một cái tô rất là hấp dẫn quý vị các bạn ha. Có bò lát em ha. À bò lát này. Cái này là củ gì đây? Củ sắn. À củ sắn. À, đấm đông cô. Có đậu phộng nữa hả? Dạ có đậu phộng. À lạ ta, có đậu phộng này. Rồi có đậu hũ ha. Đậu hũ với chả nấm. Chả nấm. Wow, hấp dẫn nha quý vị. Đây là mấy cái phần mắm, mấy cái phần nước sốt mà tập trước mình đã quay chia sẻ với quý vị các bạn này ha. Mấy cô cũng tự làm nước sốt, tự làm hết mọi thứ ha. Cứ hết là mấy cô lại làm tiếp. Đó, rất là hấp dẫn quý vị. Đây là cái phần món riêu của món bún riêu ha. Chào. Cà chua nhìn đã ha. Nhìn là đã mắt quý vị ha. Đó, cái này là phần rau nêm, rau kinh giới. Ăn món bún riêu hả? Dạ, món nào. À món nào cũng vậy luôn. Wow. À đây là cái phần bò lát này. Đó, bò lát ha. Chả này. À chân nấm. Cái chân nấm này ăn ngọt đó nha quý vị nha. Đó, hấp dẫn, chút xíu ăn thử. Rồi, đậu hũ này. Đậu hoành thánh chiên ha. Ngoài ra thì quán còn có cái phần mì xào. À, bún gạo xào nữa quý vị các bạn ha. Đây, đó, bún gạo xào. Rồi, hoành thánh cô mới chiên nóng hổi mới ra này. Mới chiên xong cô ha. Thơm quá. Dạ, cô làm món nào cũng hấp dẫn quá, nhìn là muốn ăn rồi. Đang phân vân, còn đang phân vân không biết ăn gì. Dạ.
Anh muốn bò. Em gái kêu anh muốn bò. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình sẽ ăn sáng luôn cho quý vị các bạn nha. Sáng giờ cũng quay khá là nhiều rồi, video cũng khá là dài. Bây giờ mình sẽ ăn sáng xong rồi mình kết thúc video ngày hôm nay luôn nha. Em chào anh nha. Dạ dạ em chào anh. Wow, một ly trà tắc mát lạnh luôn quý vị ơi. Ngon. Đây là cái tô bún bò, hôm nay mình sẽ ăn bún bò với lại bún gạo xào quý vị các bạn. Tô bún bò đây cũng là một cái trong những món mà best sell của quán nha, chay Phước Đức. Rất là thơm nè quý vị ơi. Wow. Trong này, dạ còn nóng cô, trong này có củ sắn nè. Đó, có bò lát nè, thử miếng bò lát nha. Đậm đà quá. Cái miếng bò lát nó ngọt quý vị. Wow. Đặc biệt cái tô bún bò ở đây á có củ sắn với lại có đậu phộng đó quý vị các bạn. Mình là lần đầu tiên ăn bún bò với đậu phộng. Lần đầu tiên ăn bún bò với đậu phộng. Nhưng mà nó thơm. À, khác biệt đúng không? Nhưng mà nó thơm. Thơm. Ủa đâu sao, mình thích thì mình ăn thôi. Dạ, mình bỏ vô nó thơm mà. Dạ, ngon mà. Dạ. Wow. Cái nước đậm đà quá. Tô này ưu tiên đúng không? À, ưu tiên. Thơm quá. Cái nước nó đậm đà quý vị ơi. Món này được ưu tiên nhưng mà mình nghĩ cái món này ngon á. Quý vị ăn một miếng bún bò cắn miếng đậu phộng. Nó vừa thơm vừa bùi hấp dẫn. Thơm quá. Món mới á, món mới á. À, bún bò chứ bò đậu phộng. Dạ không sao, nói bình thường mà. Giống như mình đang trò chuyện bình thường thôi. Dạ không sao hết. Wow. Cái củ sắn nè. Vào. Nóng quá. Ngọt quý vị. Chấm mắm. Sao em? Có. Wow. Cái nước đậm đà quý vị ạ. Nước bún bò ngon lắm. Ăn cái ớt cho nó thơm. Quả cày á. Cắn vô miếng đậu phộng nó thơm ghê luôn. Chả nè. Chả này quán chiên sơ qua rồi quý vị các bạn. Nó có cái vị thơm khi mà chả nó chiên lên. Thơm á. Đâm ra mình mà bây giờ lại thích ăn bún bò với đậu phộng. Nó thơm. Chắc là em ăn rồi đúng không? Em ăn đậu hũ. Wow.
Dạ. Nóng quá. Wow. Thử miếng chanh nấm nè. Cái là cái cục chanh nấm ha. Đó. Nó giòn mà nó ngọt vậy ạ. Chấm miếng mắm à. Quá đã. Ngon quá. Quý vị đây ăn bún bò thử nha. Hấp dẫn lắm. Tầm đà. Đổ mồ hôi luôn. Quá lạ. Bây giờ mình sẽ cho rau vô nha. Nãy giờ ăn không. Để mình thưởng thức cái hương vị của cái món bún bò á. Giờ cho rau vô nè. Rau ở đây có rau gì? Rau muống bào nè. Đó, bắp chuối nè. Hoa chuối, giá nè. À, rau kinh giới ha. Rau thơm. Đó, cho trộn đều lên ha. Wow. Thơm quá. Đây là cái dĩa mì xào, bún gạo xào của quán nha quý vị các bạn ha. Đó, cái dĩa cũng khá là nhiều đồ ăn trên này quý vị ạ. Mình thấy gì đây có là đậu hũ nè. Đậu phộng nữa nha, đậu phộng khá là nhiều luôn á. Hoành thánh chiên nè. Đồ gì? Sườn. Có sườn chiên nữa nha. Chả nấm này. Rau xào. Wow. Bây giờ mình sẽ ăn cái món này nha. Trộn đều lên này. Thơm quá. Thử nha. Thơm quá. Cái nước sốt nó thơm. Quá đã. Có đồ húng nè. Chào chị nha. Món bún gạo xào ở đây cũng là khá là ngon quý vị các bạn. Thơm. Dễ ăn nữa. Và đặc biệt là đồ ăn khá nhiều luôn. Đồ ăn nhiều. Đậu quá trời. Đậu nấm quá trời, đậu vọng quá trời. Cái sườn á, cái phần sườn chiên mà ở trong cái món bún gạo xào nè. Ăn nó rất là đậm đà luôn, thơm. Càng ăn nó càng thơm quý vị. Quý vị các bạn thân mến, Xuân Bắc vừa mới thưởng thức xong bữa sáng ngay tại quán cơm chay Phước Đức nha quý vị các bạn. Hôm nay mình thưởng thức tô bún bò, một trong những món vào buổi sáng cũng rất là hấp dẫn và đặc sắc của quán nha quý vị các bạn. Hôm nay thì Xuân Bắc rất là vui khi lần thứ hai quay trở lại quán để chia sẻ với quý vị các bạn vào quy trình cô Nhung, cô đầu bếp của quán chế biến món và làm món chay hấp dẫn như thế nào. Sáng giờ mình cũng quay được khá là nhiều món. Để tập sau nữa Xuân Bắc nếu mà có dịp quay trở lại quán thì mình sẽ đi vào ngày chay và quay được nhiều món cô làm hơn nữa để chia sẻ với quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình thưởng thức một tô bún bò Huế và một phần bún gạo xào, hai món ăn cũng khách hàng cũng rất là ưa thích và tại quán cơm chay Phước Đức vào buổi sáng nha quý vị các bạn. Ngoài ra thì quán còn bán những cái phần cơm, menu món cũng rất là đa dạng và rất là đặc sắc ha. Rồi, rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video sáng ngày hôm nay của mình, chia sẻ về quy trình làm món chay
của quán cơm chay Phước Đức. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo trên kênh của mình, chia sẻ về ẩm thực chay, gieo duyên cho mọi người ăn chay tốt cho sức khỏe là vàng. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video nhé.